Xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày 23 tháng 9. Phạm Thức Audio xin phép được quay và test chiếc EQ Technic SG70 cho quý vị và các bạn xem. Chiếc EQ này được sản xuất vào những năm 1990 đến năm 1993, được sản xuất trong 3 năm đó. Và chiếc EQ này được thiết kế với 7 dây tần một vế. Và nó được thiết kế hai bên là hai đèn đồng hồ rất đẹp, mưa rơi luôn, và nó có tổng là 3 chế độ đèn. Đây, đi sâu vào chi tiết em sẽ quay cận cảnh mặt mũi cho anh em xem. Đây là chiếc EQ Technic SG70. Mặt của nó là mặt vỏ xanh nòng súng đậm nhá, chứ không phải là màu đen xì như dòng Samsung này. Anh em nhìn thấy hai cái tông màu nó khác nhau một chút chưa? Máy còn rất đẹp, hàng chất bãi về mà. Đấy. Con này nó sẽ dễ sử dụng hơn con Technic E90 rất nhiều, bởi vì là các cái phím lên xuống của nó là phím ấn như này luôn. Đấy, đây là dải siêu bass với dải tần của nó ở đoạn này là 63 Hz. Đây là dải siêu bass, nó có thể xuống đến 63 Hz. Và trên nữa là dải tần của nó đây. Anh em nhìn rõ không? 160 Hz. Đây là phần trầm lời này. Và đây là phần lời chung 1K. Tiếng giọng ca sĩ, muốn nhiều giọng ca sĩ nhiều hay ít là ở đây này anh em. Và giải siêu tép này nằm mé ngoài cùng này. Giải siêu tép của thằng này lên đến 25.000K. Dòng Technic thì nó có một đặc điểm là khi qua quai và không qua quai nó thể hiện rõ bản chất luôn. Có nghĩa là nó không như con khác, bấm một phát là qua, con này là bấm một phát là độ nhạy qua quai và không qua quai là nó hiện rõ luôn. Và nó lên rất mạnh. Trong khi đó những dòng khác thì ví dụ như dòng Victor hoặc Pioneer thì nó sẽ lên một cách từ từ, nhưng nó cũng không lên mạnh bằng thằng này. Có nghĩa là mình cũng chỉnh một cái giải này chẳng hạn. Mà bình thường như con này đây lên 2 nấc, con kia lên 2 nấc thì con này nó sẽ khỏe hơn. Có nghĩa là về dòng chip IC giải mã kích bắt tép đấy, để đưa lên thì thằng này nó như kiểu là nó bốc hơn, bốc lửa hơn đấy, như kiểu đi xe phân khối lớn. Đấy, cái này dành cho những anh em nào mà chơi nhạc sàn chẳng hạn này, hoặc là lắp vào bộ karaoke để cho âm thanh bass tép lên rõ ràng và dành mạch và mạnh mẽ, có lực, thì là chơi dòng EQI Technic là rất hợp lý. Đặc biệt là những cái loại quai đèn cần tự động như này, có nghĩa là nó dùng phím ấn như này, dòng điện tử như này thì nó mới mạnh. Còn những cái dòng cần gạt ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó cũng gần tương tự giống như những dòng Victor hoặc gì đó thôi, chứ nó không mạnh được. Riêng dòng điện tử Technic nó mạnh hơn rất nhiều anh em nhé. Con này có hai cổng vào. Đấy, thường thường thì mình chỉ dùng một cổng thôi, bởi vì thường thường là các cái nút này bao giờ nó cũng có sự truyền tín hiệu âm thanh từ kênh nọ sang kênh kia. EQI tất cả mình chỉ nên dùng một tín hiệu đầu vào, hoặc khi mình dùng một tín hiệu đầu vào này thì mình phải tắt một đầu tín hiệu đầu kia. Đấy là về đồ nhật cũng thế, cũng như kiểu là mình đang cắm cổng CD này chẳng hạn, mà mình cắm nhầm tín hiệu vào cổng tuner thì mình có nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ xíu xíu ấy. Đấy, đấy, đấy là cái sự truyền âm thanh từ cổng nọ sang cổng kia. Bất cứ đồ nhật nào gần như là đều có cái sự như thế, và nó không bao giờ triệt để, bởi vì nó có chung mát mà anh em nhé. Đây là phần nắp mặt này. Đấy. Hàng này về không có nhiều, lọt được khe một con thôi. Anh em nào chung kết thì liên hệ nhé. Tính năng sử dụng này, sau khi mình chỉnh xong như này rồi, mình muốn nhớ thì nó có cái nút, đấy là nút Metro này. Nút Metro ở đây này, anh em nhìn chưa, nút Metro này. Bấm vào đây thì cái đèn này nó sáng lên này. Đấy, thì mình bấm vào 1 thì nó sẽ nhớ vào 1. Bấm vào 3 nó nhớ vào 3. Metro 5. Đấy. Đấy, anh em nhìn chưa. Đấy. Con này dễ sử dụng hơn rất nhiều so với dòng Technic E90 nhá. Giá thành cũng rất êm thôi. Chiếc EQ này em xin phép được bán với giá 3.2 triệu. Giá siêu rẻ cho anh em, rẻ nhất thị trường. Con này sử dụng đa cầu điện, điện 100V và 220V. Hiện tại bây giờ em đang để 220V. Mã số seri của con này đuôi cuối là 26326. Phần hậu đằng sau chữ chiếc còn rất đẹp và lung linh.
của con này là 11W, sử dụng đa cầu điện này. Anh em muốn thay đổi dòng điện thì xoay cái cần này. Đây là phần ruột gan bên trong, máy rất mới và đẹp, độ zin là tuyệt đối. Con quay này nặng có 2,9 kg thôi, 2,9 kg, với khổ chiều rộng này là 43 nhá anh em nhá, lưu ý khổ 43. Bày rất đẹp, đặt lên săn xui này hoặc là đờn non này rất đẹp luôn, và đèn của nó đèn xanh, và đèn của nó có bằng này chế độ này, anh em nhìn chưa, một chế độ này đấy, hai chế độ này. Đấy, 3 chế độ này. Chế độ lên mưa rơi này, nhảy này. Chế độ không mưa rơi này. Phần máy móc bên trong ruột gan thì em bao zin cho các bác nhá. Dòng xịn của nó này, vỉ trên vỉ của nó có chữ DS này. Đấy. Qua quai và không qua quai, tiếng của nó như này này. Anh em nhìn thấy chữ quai này chưa? Ập chưa?